Chào luật sư, tiếng Trung 518, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta học tới tập 114. Chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất là từ phản quang. Y như âm Hán Việt, nghĩa thứ nhất là từ phản quang, phản chiếu ánh sáng. Và nghĩa thứ hai là ánh sáng phản quang. Câu ví dụ thứ nhất: Tăng quang trào trải trình dự sảng huệ phản quang. Tăng quang, ánh đèn hoặc ánh điện. Trào trải, chiếu ở hở. Trình dự sảng, trên tấm gương. Huệ, sẽ, phản quang, phản chiếu ánh sáng. Tăng quang, trào trải trình dự sảng, huệ phản quang. Tăng quang, trào trải trình dự sảng, huệ phản quang. Câu ví dụ tiếp theo: Y chữ tinh trở phản quang tờ ưu thị khăn, huệ dẻ hoa. Y chữ là cứ duy trì cái gì đó hoặc cứ liên tục. Tinh trở là nhìn chăm chăm và hoặc là tập trung nhìn vào cái gì đó. Phản quang tờ ưu thị là vật thể, phản quang là phản quang. Y chữ tinh trở phản quang tờ ưu thị khăn, cứ liên tục tập trung nhìn vào vật thể phản quang. Huệ dẻ hoa thì sẽ bị hoa mắt. Y chữ tinh trở phản quang tờ ưu thị khăn, huệ dẻ hoa. Câu ví dụ tiếp theo: Hẳn tua sư chi quản sang khai trưa tô huệ khai yuan quang tân. Tuệ miền lái trưa huệ yên vệ phản quang sở mơ tô khăn bù chinh chủ. Hẳn tua sư chi, rất nhiều tài xế, quản sang khai trưa, lái xe buổi tối, tâu huệ đều khai bật yuan quang tân, đèn chiếu xa hoặc còn gọi là đèn pha. Tuệ miền lái trưa, tuệ miền là đối diện, tuệ miền lái trưa tức là xe từ phía đối diện chạy lại. Huệ yên huệ sẽ bởi vì phản quang, ánh sáng phản chiếu. Sở mơ tâu khản bù chinh chủ, không nhìn rõ cái gì cả. Hẳn tua sư chi, quản sang khai trưa, tâu huệ khai yuan quang tân. Tuệ miền lái trưa, huệ yên huệ phản quang, sở mơ tâu khản bù chinh chủ. Từ vựng tiếp theo là phản quang tân, là đèn phản quang. Câu ví dụ thứ nhất: Chưa chủng tân, chào chùa phản quang tân. Chưa chủng tân, loại đèn này, chào chùa gọi là phản quang tân, đèn phản quang. Chưa chủng tân, chào chùa phản quang tân. Câu ví dụ tiếp theo: Chưa xia phản quang tân tờ chia cửa, thai quỷ lở. Chưa xia phản quang tân tờ chia cửa là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Chia cửa là giá cả. Chưa xia phản quang tân tờ của những cái đèn phản quang này, thai quỷ lở, đắt quá. Chưa xia phản quang tân tờ chia cửa, thai quỷ lở. Câu ví dụ tiếp theo: Hẳn tua tự xính chưa, hậu miền tâu yếu phản quang tân. Hẳn tua tự xính chưa, rất nhiều xe đạp. Hậu miền, phía đằng sau. Tâu yếu phản quang tân, đều có đèn phản quang. Hẳn tua tự xính chưa, hậu miền tâu yếu phản quang tân. Tiếp theo chúng ta có từ phản hỏa. Phản là phản, hoa là lời nói. Phản hoa nghĩa là lời nói ngược hoặc là lời nói trái với suy nghĩ. Câu ví dụ thứ nhất: Liên ai chung, nữ sinh y ban bị chào sỉ hoan xua phản hoa. Tha xua bù xiáng lì, chí sứ xin lì sư xiáng lì tờ. Liên ai chung, khi yêu, nữ sinh, con gái, y ban, thường, bị chào sỉ hoan, khá thích, xua phản hoa, nói ngược. Tha xua bù xiáng lì, cô ấy nói không nhớ bạn. Chí sử, thực ra, xin lỉ, trong lòng, sử xiáng lỉ tợ, nhớ bạn. Liên ai chung, nữ sinh y ban, bị chào xỉ hoan xua phản hoa. Tha xua bù xiáng lỉ, chí sử, xin lỉ, sử xiáng lỉ tợ. Câu ví dụ tiếp theo: Tha sử zài xua phản hoa, nǐ bù zhì dào ma? Tha sử zài xua phản hoa, cô ấy đang nói ngược. Nǐ bù zhì dào ma? Bạn không biết sao? Tha sử zài xua phản hoa,
你不知道吗？câu ví dụ tiếp theo, 女生说的很多话都是反话。女生说的很多话，很多话là rất nhiều lời nói. 女生说的mà con gái nói, 都是反话, đều là lời nói ngược. 女生说的很多话都是反话。câu ví dụ tiếp theo, 有什么话你就直说，不要说反话。有什么话, có điều gì, 你就直说, thì bạn cứ nói thẳng ra. 不要, đừng, 说反话, nói ngược. 有什么话, 你就直说, 不要说反话. Từ vựng tiếp theo là từ phản liếu. Phản là phản, liếu, âm hẳn viết là lưu, nghĩa là chảy. Phản liếu là trào ngược hoặc là chảy ngược lại. Câu ví dụ thứ nhất, tản chữ phản liếu sự quê bình tờ y chủng lây xính. Tản chữ phản liếu, các bạn nhớ cả cái cụm từ này là một cái danh từ nhé. Phản liếu là trào ngược, tản chữ là dịch mật. Tản chữ phản liếu, trào ngược dịch mật. Sự là quê bình tờ y chủng lây xính. Y chủng lây xính tức là một loại hình hoặc là một dạng. Quê bình, bệnh dạ dày. Sự quay bình tờ y chủng lây xiến là một dạng của bệnh dạ dày. Tản chứ phản liếu sự quay bình tờ y chủng lây xiến. Và chúng ta có cụm từ quay sứ quản phản liếu, nghĩa là trào ngược dạ dày thực quản. Quay là dạ dày, sứ quản là thực quản, phản liếu là trào ngược. Quay sứ quản phản liếu, trào ngược dạ dày thực quản. Câu ví dụ thứ nhất, quay sứ quản phản liếu sự yên ở ẩu thu tờ dưới tráng diện tờ yên yên. Quay sứ quản phản liếu, trào ngược dạ dày thực quản. Sự là yên ở ẩu thu tờ dưới tráng diện tờ yên yên. Đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tờ trước. Yên yên nghĩa là nguyên nhân. Dưới tráng diện, thường gặp nhất. Ẩu thu nghĩa là nôn chớ. Yên ở là trẻ sơ sinh. Yên ở ẩu thu tờ dưới tráng diện tờ yên yên, nguyên nhân thường gặp nhất gây nôn chớ ở trẻ sơ sinh. Quay sứ quản phản liếu sự yên ở ẩu thu tờ dưới tráng diện tờ yên yên. Câu ví dụ tiếp theo, Tha tớ lợ y chủng chào quay sứ quản phản liếu tờ chí bình, chính tráng ẩu thu. Tha tớ lợ, anh ấy mắc phải y chủng chào quay sứ quản phản liếu tờ chí bình, đây là cụm danh từ. Y chủng sở mở chí bình tức là một loại bệnh. Chào gọi là quay sứ quản phản liếu, trào ngược dạ dày thực quản. Tha tớ là y chủng chào quay sứ quản phản liếu tờ chí bình, anh ấy mắc phải một loại bệnh gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Chính tráng ẩu thu, thường xuyên nôn ói. Tha tớ là y chủng chào quay sứ quản phản liếu tờ chí bình, chính tráng ẩu thu. Từ vựng tiếp theo là từ phản ứng, nghĩa là phản ứng, phản ứng. Câu ví dụ thứ nhất, tao xin giải, tha hãy mấy yếu rân hứa phản ứng. Tao xin giải, đến bây giờ, tha hãy mấy yếu, anh ấy vẫn chưa có. Rân hứa là bất cứ hoặc bất kỳ. Rân hứa phản ứng, bất cứ phản ứng nào. Tao xin giải, tha hãy mấy yếu rân hứa phản ứng. Câu ví dụ tiếp theo, Tang nị chứ tạo hãy chữ khảo tờ bù hảo tờ sử hậu, nị tờ tì y phản ứng sự sở mở yên tờ nơ. Tang sở mở tờ sử hậu nghĩa là khi gì đó. Nị chứ tạo, bạn biết, hãy chữ con, tức là con mình, khảo tờ bù hảo thì không tốt. Nị tờ tì y phản ứng. Phản ứng là phản ứng, tỷ y là thứ nhất. Tỷ y phản ứng, các bạn nhớ cụm từ này nhé. Nghĩa là phản ứng đầu tiên, nỉ tợ của bạn, sự sở mấy ăn tợ nó là như thế nào? Tăng nỉ chư tạo, hãy chữ khảo tớ bù hảo tớ sử hậu, nỉ tợ tỷ y phản ứng, sự sở mấy ăn tợ nó? Câu ví dụ tiếp theo, Yêu xe tông xỉ, phản giải y chỉ, hội sản sinh hóa xuế phản ứng. 有些东西, có một số thứ,
phản trải ý chỉ là để cùng với nhau. Huệ sản sinh sẽ sinh ra. Hóa xuế phản ứng, phản ứng hóa học. Yǒu xiě dōngxǐ fàng zài yì qǐ huì chǎn shēng huà xuě fǎn yìng. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ zhì shì shāo wèi shuō lè tā yǐ xià, nǐ de fǎn yìng yě tài dà lè bǎ. Wǒ zhì shì, tôi chỉ là, shāo wèi nè thể hiện một cái gì đó làm ở mức độ nhẹ hoặc là trong một thời gian ngắn. Shāo wèi shuō lè tā yǐ xià, ý là ở đây là nói cậu ta một vài câu. Nì tập phản ứng, phản ứng của bạn dễ thay ta là bà cũng lớn quá rồi đó. Ủa chỉ sư sao wê xua lợi thà ý xả. Nì tập phản ứng dễ thay ta là bà. Từ vựng tiếp theo là liên sủa phản ứng. Liên sủa là theo một cái chuỗi. Phản ứng là phản ứng. Liên sủa phản ứng là phản ứng dây chuyền. Câu ví dụ thứ nhất, yǒu xiě shì qíng yǐ dàn fā shēng jiǔ huì chǎn shēng liān suǒ fǎn yìng. Yǒu xiě shì qíng, có một số việc, yǐ dàn một khi, fā shēng xảy ra, jiǔ huì thì sẽ, chǎn shēng sinh ra, liān suǒ fǎn yìng phản ứng dây chuyền. Yǒu xiě shì qíng yǐ dàn fā shēng jiǔ huì chǎn shēng liān suǒ fǎn yìng. Câu ví dụ tiếp theo, rú của pha sân lợi liên xúa phản ứng, hậu của sư hẳn yên trung tờ. Rú của nếu như pha sân lợi xảy ra, liên xúa phản ứng, phản ứng dây chuyền, hậu quả sư hẳn yên trung tờ, sẽ rất nghiêm trọng. Rú của pha sân lợi liên xúa phản ứng, hậu của sư hẳn yên trung tờ. Câu ví dụ tiếp theo, ý cơ xéo xéo tờ chua ụ, yếu sứ hâu, chiều huệ chẳng sân liên xúa phản ứng. Ý cơ xéo xéo tờ chua ụ là sai lầm, xéo xéo là nhỏ nhỏ. Ý cơ xéo xéo tờ chua ụ, một sai lầm nhỏ. Yếu sứ hâu, đôi khi, chiều huệ sẽ chẳng sân, gây ra, liên xúa phản ứng, phản ứng dây chuyền. 一个小小的错误, 有时候就会产生连锁反应. Từ vựng tiếp theo là từ phản ứng. Mà chữ Hán khác nhau, cùng đọc là phản ứng, nhưng ban nãy chữ phản ứng là phản ứng, còn chữ phản ứng này nghĩa là phản ánh. Câu ví dụ thứ nhất, 工作中有什么问题可以向领导反映. 工作中, trong công việc, 有什么问题, có vấn đề gì, 可以, có thể, 向领导反映, lãnh đạo là lãnh đạo, 向谁反映, nghĩa là phản ánh với ai đó, 可以向领导反映, có thể phản ánh với lãnh đạo. 工作中有什么问题可以向领导反映. Câu ví dụ tiếp theo, 有人反映你家的垃圾经常堆积在走廊. 是不是这样啊? 有人反应, có người phản ánh. 你家的垃圾, rác của nhà anh. 经常, thường xuyên. 堆积 là chất đống. 在走廊, ở hành lang. 是不是这样啊? Có phải vậy không? 有人反应, 你家的垃圾, 经常, 堆积在走廊. 是不是这样啊? Câu ví dụ tiếp theo. 你反映的情况我们会马上处理. 你反映的情况, tình huống là tình hình. 你反映的, mà bạn phản ánh. 我们会, chúng tôi sẽ, 马上, lập tức, 处理, xử lý. 你反映的情况我们会马上处理. Từ vựng tiếp theo là phản chứng. Phản chứng nghĩa là đằng nào thì, dù sao thì, hoặc là nói chung. Câu ví dụ thứ nhất, phản chứng, 我们都来了,就随便吃点吧. Phản chứng, đằng nào thì, 我们都来了, chúng ta cũng đến rồi, 就随便吃点吧, thì cứ ăn đại chút gì đó đi. Phản chứng, 我们都来了,
就随便吃点吧。Câu ví dụ tiếp theo. 最近工作不顺，明天我就辞职，反正我也不想干了。最近咱们工作công việc不顺，không thuận lợi hoặc là không suôn sẻ. Mình thiên, ngày mai, 我就辞职, tôi xin nghỉ việc. Phản chừng, đằng nào thì, 我也不想干了, tôi cũng không muốn làm nữa. 最近工作不顺, 明天我就辞职, 反正我也不想干了. Câu ví dụ tiếp theo, 有些事情说说也不要紧，反正也做不到。有些事情 có một số việc hoặc có một số điều, 说说 ở đây tức là nói đại đại đi hoặc là nói chơi chơi, 也不要紧 cũng không vấn đề gì hoặc là cũng không có gì nghiêm trọng. 反正 dù sao thì, 也做不到 cũng không làm được. 有些事情说说也不要紧，反正也做不到。Câu ví dụ tiếp theo, 我最终还是跟男朋友分手了，反正他也不爱我。我最终 tôi cuối cùng thì 还是 vẫn 跟男朋友分手了，chia tay với bạn trai rồi. 反正 đằng nào thì 他也不爱我。Anh ta cũng không yêu tôi. 我最终还是跟男朋友分手了，反正他也不爱我. Từ vựng tiếp theo là từ phản quay. Phản là phản, quay là vị, tức là dạ dày. Phản quay nghĩa là cái cảm giác buồn nôn sau khi chúng ta ăn thức ăn xuống và qua một quãng thời gian thì nó gây nên cho chúng ta cái cảm giác nôn nao, buồn nôn, thì đó là phản quay. Câu ví dụ thứ nhất, 这些食物看着就乏味. 这些食物, những thứ đồ ăn này, 看着, nhìn, 就乏味, là thấy buồn nôn. 这些食物看着就乏味. Câu ví dụ tiếp theo, 她怀孕了, 这段时间总是会乏味, 呕吐. 她怀孕了, cô ấy mang bầu rồi. 这段时间, khoảng thời gian này, 总是, toàn có, 总是会, ở chữ huy đây không phải là sẽ nhé, mà người ta thể hiện cái việc gì đó thường xuyên diễn ra. Phản quay, ẩu thụ, buồn nôn, nôn ói. 她怀孕了, 这段时间, 总是会反胃, ẩu thụ. Câu ví dụ tiếp theo, 这个味道太难闻了，弄得我反胃。这个味道 mùi này 太难闻了，khó ngửi quá. 弄得 nghĩa là phản khiến cho hoặc là làm cho. 弄得我反胃 làm cho tôi buồn nôn. 这个味道太难闻了，弄得我反胃. Câu ví dụ tiếp theo, 听到你说话就让我反胃想吐。Thiên tạo, nghe thấy, nị xua hoa, anh nói, chiêu ra ngủa, liền khiến cho tôi phản quay sáng thủ, buồn nôn, muốn ói. Thiên tạo nị xua hoa, chiêu ra ngủa phản quay sáng thủ. Từ vựng tiếp theo là từ phản quân. Phản là phản quân, là vấn tức là hỏi. Phản quân là phản vấn hoặc là hỏi ngược lại. Câu ví dụ thứ nhất, 我是要你回答我，不是要你反问我。我是要 tôi cần 你回答我， bạn trả lời tôi， 不是 không phải 要你反问我， cần bạn hỏi ngược lại tôi。 我是要你回答我，不是要你反问我。 Câu ví dụ tiếp theo， 他用反问的语气说，那是你的事，我怎么知道？他用 cô ấy dùng 反问的语气，语气là ngữ khí hoặc ngữ điệu， 反问的，反问， 说， nói， 那是你的事， đó là việc của bạn，
我怎么知道? Tôi làm sao mà biết được? 他用反问的语气说：“那是你的事，我怎么知道？” Câu ví dụ tiếp theo: 为什么犯错误? 你不应该问别人，而应该反问你自己。 为什么? Tại sao? 犯错误, phạm sai lầm. 你不应该, bạn không nên. 问别人, hỏi người khác. Ở, mà, yên该, nên. 反问你自己, hỏi lại chính bản thân bạn. 为什么? 犯错误. 你不应该, 问别人, 而应该, 反问你自己. Thưa các bạn, đến đây thì Trấn Lạc Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại toàn bộ từng câu của bài hôm nay một lần nữa với bạn Ú Xẻo Chuyên nhé. Bye bye! 第114集 反光 灯光照在镜子上会反光 一直盯着反光的物体看 会眼花。很多司机晚上开车都会开远光灯，对面来车会因为反光什么都看不清楚。反光灯，这种灯叫做反光灯。 这些反光灯的价格太贵了，很多自行车后面都有反光灯。反话，恋爱中女生一般比较喜欢说反话，她说不想你。 其实心里是想你的，他在说反话，你不知道吗？女生说的很多话都是反话，有什么话你就直说，不要说反话。 胆汁反流是胃病的一种类型。胃食管反流，胃食管反流是婴儿呕吐的最常见的原因。他得了一种叫胃食管反流的疾病。 经常呕吐，反应，到现在他还没有任何反应。当你知道孩子考得不好的时候，你的第一反应是什么样的呢？ 有些东西放在一起会产生化学反应。我只是稍微说了它一下，你的反应也太大了吧？连锁反应，有些事情一旦发生就会产生连锁反应。 如果发生了连锁反应，后果是很严重的。一个小小的错误，有时候就会产生连锁反应。反应，工作中有什么问题，可以向领导反映。 有人反映你家的垃圾经常堆积在走廊，是不是这样啊？你反映的情况
我们会马上处理。反正我们都来了，就随便吃点吧。最近工作不顺，明天我就辞职，反正我也不想干了。有些事情说说也不要紧，反正也做不到。我最终还是跟男朋友分手了，反正他也不爱我。反胃，这些食物看着就反胃。她怀孕了，这段时间总是会反胃呕吐，这个味道太难闻了，弄得我反胃。听到你说话就让我反胃想吐。反问，我是要你回答我，不是要你反问我。他用反问的语气说，那是你的事，我怎么知道？为什么犯错误？你不应该问别人，而应该反问你自己。